OK、じゃあ授業始めます。皆さん、こんばんは。こんばんは。よくできました。すごいですね。ちょうべちゃんはすごくできました。はい、皆さん、あんちゃん、ちょわいさんとずんくん、もう一度言ってください。こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごい、よくできました。ありがとう。こんばんはですね。はい、今日は一緒に勉強しましょう。Hôm nay thì cô sẽ cùng với các con có một cái buổi học. Một là một buổi định hướng. Và thứ hai nữa là cô cũng muốn có một số bạn, một hai bạn thì chưa được từng học tiếng Nhật bao giờ, rất là muốn trải nghiệm giờ học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau có một giờ học thật là vui. Cô sẽ giới thiệu một chút xíu về Todaidu để các con cùng biết. Các bạn đã nghe thấy từ Todaidu này bao giờ chưa? Bạn nào nghe thấy nhỉ? Có bạn nào biết ở bên Nhật? Con đã nghe thấy từ Todaidu. Con đã nghe, con có biết ý nghĩa của từ này là gì không? Dạ không, thưa cô, và con chưa bao giờ nghe thấy từ này. Thế à, có bạn nào nghe thấy không? Có phải là học sinh và cô giáo không ạ? Gần đúng rồi, có mời Thảo An nào. Thảo An bật mic lên con. Cô phải học sinh là cô giáo. Cô cảm ơn Thảo An. Từ Todaidu là gì thì trước đó thì cô sẽ giới thiệu này. Các bạn nhìn ở đây này, ở trên màn hình của cô có một cái hình ảnh này này. Đây là các bạn học sinh của Todaidu, là của trung tâm của cô này, và đang đi chương trình trại hè Summer Camp với các bạn học sinh ở tỉnh Shizuoka của Nhật Bản. Và có một câu nói là nếu mà bạn nhìn thấy ước mơ, nếu bạn có ước mơ thì bạn sẽ thực hiện được điều đấy. Và cô cũng mong rằng là trong thời gian tới, nếu như bạn nào mong muốn được sang Nhật đi du lịch hoặc được sang Nhật học và làm việc thì chúng ta hãy ước mơ, và cô sẽ đồng hành cùng con để thực hiện ước mơ này. Các bạn đồng ý không? Dạ có cô. Có cô. Có. Arigato. Yakunikimashita. Cô sẽ giới thiệu một chút xíu về Todai để các con hiểu. Todai thì lấy tên là Tokyo Daigaku. Ở bên Nhật ấy thì người ta không gọi là Tokyo Daigaku. Tokyo Daigaku là trường đại học số 1, number 1 của Nhật Bản, chuyên đào tạo cán bộ cao cấp cho chính phủ Nhật, từ thủ tướng và các bộ trưởng. Nhưng ở Nhật thì người ta sẽ lấy hai từ âm ghép lại là Tokyo Daigaku, thì người ta lấy từ đầu tiên To và từ Dai, viết tắt là từ Todai. Và tất cả những học sinh của Nhật Bản hay học sinh thế giới mong muốn được đỗ vào trường Todai này học, bởi vì đây là một ngôi trường rất là danh giá của Nhật Bản. Và cô Dung cũng đặt tên cho trung tâm, cho công ty là Todai, với mong muốn là sẽ có rất nhiều em học sinh yêu thích tiếng Nhật, học thật là giỏi, và sau này có thể tìm được các cơ hội học bổng vào trường đại học Todai học, để sau này khi mà các em học giỏi rồi, các em trở về để xây dựng Việt Nam mình cũng lớn mạnh và hùng cường như các nước trên thế giới. Các bạn đồng ý không? Ideska. Các bạn dùng đây, gọi là dùng cái reaction và thả cho cô một trái tim được không? Được ạ. Arigato. Iですね. Hai, arigato gozaimasu. Rồi, Todai thì có ba cái thứ mà cô muốn chia sẻ với các con. Đó là các cô có đào tạo tiếng Nhật cho các bạn nhỏ như các con này. Thứ hai là các cô có rất nhiều các chương trình đi trại hè. Nghỉ hè thì các con có thể có hai tuần hoặc là một tháng ở bên Nhật. Và ngoài ra thì cô còn có thêm chương trình nữa là tìm các chương trình học bổng cấp 3 và đại học Nhật. Có bạn nào muốn đi Nhật mà không phải mất tiền của bố mẹ mà vẫn được học ở bên Nhật không? Các bạn giơ tay giúp cô. Bạn nào muốn nào? Có một câu là nếu mình có ước mơ thì mình sẽ thực hiện được. Nếu như bạn nào có ước mơ thì ngay bây giờ các bạn hãy gửi cái thông điệp đấy đến cô nhé, là con rất là muốn được sang Nhật học đại học hoặc học cấp 3 bằng học bổng chẳng hạn, thì cô sẽ đồng hành cùng các con. Thì ok, Dũng Cường thì nè, cô thấy có bạn Dũng này, có bạn Thảo An này, rồi bạn tôi con chưa chắc đâu cô ạ. Rồi thế thì chúng ta sẽ nghĩ một chút và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nhá.
Đây là một số cái chương trình chạy hè mà cô đã đưa các bạn đi này, các anh chị đi này. Có 30 anh chị đi đến Kyoto. Đây các con nhìn thấy cái biểu tượng logo của Todai cũng có các cái biểu tượng này này. Ở đây thế hả cô? Ừ. Rồi, nhá, Minh Châu hôm nào mình sẽ đi học là mình sẽ sang nhá. Và cô cảm ơn các con. Rồi, đây là một số hình ảnh mà có các anh chị du học sinh của Todai Edu sang học đấy. Rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ có một vài cái quy định. Bởi vì cô cũng mong muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau học thật có hiệu quả và chúng ta phải nói được tiếng Nhật giỏi, đúng không? Chính vì thế nên ngày hôm nay thì cô chia sẻ với các bạn một số cái nội quy, cô chỉ nói nhanh thôi. Và sau đó thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Các bạn đồng ý không? Rồi, đó là vào Zoom ít nhất trước 5 phút này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ bật camera, và hôm nay cô khen cho tất cả lớp chúng mình là các bạn đều bật camera và tương tác với cô. Thứ ba nữa là khi cô giáo nói thì chúng ta sẽ cùng bật mic lên để nói này và giơ tay dùng biểu tượng AD fan để chúng ta sẽ giơ tay và tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. Và có một phần nữa là nếu mà muốn nhớ bài thì chúng ta cần phải làm bài tập. Bài tập hàng ngày thì các cô sẽ giao và chúng ta sẽ về nhà chúng ta làm nhé. Rồi. Con chụp lại cái đấy được không? Con chưa kịp chụp. Lát nữa thì cô Trang sẽ gửi cho các con nhé. Con chờ một chút. Rồi. Vâng ạ. Các bạn ơi, còn một thứ nữa. Đó là trong giờ học của chúng ta sẽ sử dụng tiếng Nhật. Không nói tiếng Việt đâu. Hôm nay chỉ có một cô Dung nói buổi đầu thôi. Còn những buổi sau thì chúng ta sẽ không nói tiếng Nhật nữa. Không nói tiếng Việt nữa. Nên là cô rất là muốn chúng ta thuộc những cái câu sử dụng trong lớp học. Cô sẽ giới thiệu với các con và cô sẽ gửi lại cho bố mẹ. Và sau đó thì các con học. Cô chào cô. Ừ, cô chào Phong. Hay không mang hoa. Cô sẽ nói hai lần. Và lần thứ ba thì cô mời các con và chúng ta sẽ cùng đọc được không? Dạ được ạ. Ikte kudasai. Ikte kudasai. Hay. Ikte kudasai. Ôi sugoi. Chào mẹ chẳng y desu ne. Hay. Phong cứng. Ikte kudasai. いってください。いってください。あんちゃんいってください。 いってください。 すごい。あんちゃん có thể mic on してください. Con hãy bật cái micro lên. いいですね. Minh Châu chẳng mốc. Mic on してください. Bật camera bật mic lên. いいですね. いってください. Có nghĩa là hãy nói đi nhé. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Ừ, ý đấy nè, Dũng Cường. Kaite kudasai. Ôi, すごい, Dũng Cường. Kaite kudasai. Ôi, すごい. Ý đấy nè, わかりました, ý đấy nè. Châu A chẳng. Kaite kudasai. いいですね。よくできました。いいですね。書いてください。わかりますか?書いてください。 khi cô nói書いてください, chúng ta sẽ nhớ là chúng ta hãy viết. いいですね. これは? Theo các bạn, từ này có nghĩa là gì nhỉ? Khi cô nói. Ok. よくできました. すごいですね. はい。聞いてください。聞いてください。 聞いてください。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 
聞いてください。聞いてください。よくできました。いいですね。はい、わかりました。次、聞いてください。là nghe nhé. Rồi. Các con thử đoán giúp cô xem là cái câu này có nghĩa là gì? Là trò chuyện với nhau á. いいですね。よくできました。いいですね。みんなすごい。賢い。các bạn rất là thông minh. 友達と練習してください。もう一度。友達と練習してください。はい。友達と。Thử đi xem nào.
友達と練習してください。練習してください。うん、いいですね。よくできました。いいですね。うん。うん。câu này hơi dài một chút, chúng ta sẽ nhớ sau nhé, nhớ tiếp nhé. Ok. Câu này là hãy nói với nhau đi, hãy luyện tập với nhau đi nhé. Luyện tập. Ừ. Ok. Cô Dung sẽ thường xuyên nói câu này này. Camera を on にしてください. Camera を on にしてください. Câu này có nghĩa là gì các bạn? Camera を on にしてください. Ừ, câu này có nghĩa là gì đó các bạn biết? Có nghĩa là bật cam lên. Rồi, Châu Trang. Bật camera lên, đúng rồi. Các con nghe cô nói này. Camera を on にしてください. Hey. Camera を on にしてください. On にしてください. On にしてください. Am chẳng nhớ từ đây mà. Dũng cưng. Camera を on にしてください. Camera on にしてください. Ok. Thì Tiên Trang. Thì Tiên Trang. Camera を on にしてください. Camera をOn にしてください。OK, よくできました。OK, rồi. Thêm một câu nữa là mic. Mic, on にしてください。giống như phần trên. Mic, on にしてください。Mic là bật mic lên, đúng không? Mic, on にしてください。Hey. Mic, on にしてください。Minh Châu Trắng.On, à, mic on にしてください. Châu A Trắng, mic on にしてください. Dũng Cưng, mic on にしてください. Mic on にしてください. OK, được rồi, được rồi. Phong Cưng, Phong Cưng, mic on にしてください. Phong Cưng.Phong Cưng, Phong Cưng, mic on にしてください. Mic on にしてください. よくできました。はい。うん。静かに。いいですね。Khi mà một bạn nào nói, chúng ta khi cô nói cả lớp cùng nói thì chúng ta nói, còn khi mà một bạn nào phát biểu thì chúng ta sẽ lắng nghe. Đây là một trong những kỹ năng mà sau này chúng ta rất cần thiết trong quá trình học tập và đi làm cũng thế, nên các con lưu ý nhé. Và lúc mà các con ồn ào một chút thì cô sẽ nói là Izuka ni, thì các con sẽ biết là chúng ta sẽ lắng nghe và trật tự. Izuka niì đấy nhé. Các bạn nhìn thấy hình tiếp theo, các bạn theo các bạn đoán đây là ý nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ngồi xuống ạ. Ngồi xuống để làm gì nhỉ? Con như thế này. À, đứng dậy ạ. Đứng dậy. Thì đấy nhé. Hãy tắt tê kudasai. Tắt tê kudasai. Tắt tê kudasai. Tắt tê kudasai. Thì đấy nhé. Hãy Thủy Tiên Trắng tắt tê kudasai.Tatte kudasai. Yoki dekimashita. Dũng Cưng, tatte kudasai. Tatte kudasai. Ii desu ne. Phong Cưng, tatte kudasai. Tatte kudasai. Mic on にしてください. Minnasan, mic on にしてください. Trong giờ học, các con hãy bật mic lên giúp cô nhé. Để cô đỡ phải chờ nhé. Ii desu ka. Mic on にしてください. Hey, Sugi. Kedis. Kedis.今先生ですね。座ってください。今は座ってくださいですか？座ってください。いいですね。座ってください。意味は何？皆さん、ご存知ですか？意味は座ってください。よくできました。いいですね。じゃあ皆さん言ってください。座ってください。座ってください。座ってください。座ってください。座ってください。座ってください。Thủy Tiên Trắng と Phong Cưng、マイク on にしてください。Phong Cưng、マイクを on にしてください。
はい、座ってください。座ってください。はい、いいですね。いいですね。よくできました。はい、bạn giơ tay. Rồi, ok. Cô cảm ơn các con. Chúng ta vừa học qua nội quy lớp học cũng như là những câu khẩu lệnh trong lớp. Và từ nay trở đi thì cô sẽ dùng tiếng Nhật thay cho bằng tiếng Việt. Các bạn lưu ý giúp cô nhé. Rồi, hôm nay thì chúng ta... Cô có cần viết ở vở không ạ, cô? À, các con chưa cần viết, cô sẽ gửi về cho bố mẹ và sau đó các con học ở nhà sau nhá. Cái này chúng ta sẽ nhớ, ghi nhớ này, ghi nhớ ở đây này. Rồi, bây giờ cô sẽ chuyển sang một cái video, một cái nội dung khác nhá. Trong lúc mà chuyển thì cô rất muốn lắng nghe cho các con giới thiệu một chút về mình được không? Bây giờ thì cô sẽ gọi bạn Dũng này. Dũng hãy nói cho cô biết này, tên này, tuổi này, đang ở đâu này và ước mơ của con là gì? À, hôm nay ở đây thì có cô Huyền. Cô Huyền hãy giúp cô Dung viết lại những cái điều mà các bạn chia sẻ nhé. Và trong lúc mà cô gọi bạn nào đó thì các con hãy lắng nghe. Lát nữa cô hỏi lại xem các bạn có nhớ được bạn trong lớp mình không. Hãy đô dỗ Dũng cứng. Đô dỗ. Em tên là Dũng. Em đang là 10 tuổi. Và em đang sống ở Hải Phòng. Ước mơ của em là được đi Nhật. Cô cảm ơn Dũng. Arigato gozaimasu. À, cô rất là mong là trong 1-2 năm nữa có thể cùng bạn Dũng đi sang Nhật Bản và đi chạy hè. Và sau này nếu con muốn thì con có thể là đi sang Nhật học. Arigato, chúng ta sẽ mỉm cười và thả một trái tim cho bạn Dũng được không? Các bạn cười nào, cười tươi và thả một trái tim cho bạn Dũng nào. Iresne, Iresne, Tiên Trắng, An Trắng, chúng ta mỉm cười và thả tim cho bạn Dũng được không? Iresne, rồi, Tsugi, Minh Châu. Con tên là Lê Minh Châu, hiện tại con 11 tuổi, sống ở Hà Nội. Và ước mơ của con là đọc truyện thì không cần dịch ạ. Rồi. Có nghe thấy gì không cô Trang? Rồi, cô cảm ơn Châu A. Cô xin mời bạn Hoàng Minh Châu B. Con tên là Hoàng Minh Châu và năm nay con 9 tuổi. Ước mơ của con là được sang Nhật để nói chuyện cùng với dì và em Thỏ và chị Bông. Cô chắc chắn là nếu mà Minh Châu học tiếng Nhật giỏi thì trong một thời gian ngắn nữa mẹ Kim Anh sẽ cho Minh Châu sang gặp em Thỏ và chị Bông đấy. Chúng ta sẽ nở một nụ cười và tặng một trái tim cho Minh Châu được không? Dạ được. Hay. Thủy Tiên ơi. Tiên ơi. Dạ. Tên của con là Thùy Tiên. Con 7 tuổi. Ước mơ của con lớn lên là thành cô giáo. Thùy Tiên thành cô giáo dạy môn gì? Dạ môn tiếng Anh. Ô, giỏi quá. Thế Thùy Tiên đang ở đâu? Dạ con ở chung cư Canary 2. Ở Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Rồi, cô cảm ơn Thủy Tiên. Chúng ta sẽ cười tươi và tặng cho bạn Thủy Tiên một trái tim được không ạ? Hay. Rồi. Không mời Thảo An. An Trắng. Con tên Thảo An. Năm nay con 8 tuổi. Con sống ở Hồ Chí Minh. Ước mơ lớn lên của con là làm họa sĩ để vẽ nhiều bức tranh đẹp. Hình như là cô cũng thấy nhà con có một số bức tranh, không biết có phải Thảo An vẽ không?
Cái đó là con đi chụp ảnh nhé. Khi nào mà Thảo An có thời gian mà Thảo An vẽ được bức tranh nào đẹp, Thảo An gửi lên lớp mình nhá, cho các bạn cùng biết nhá. Dạ vâng. Ừ. Cô đã mời bạn Minh Châu A chưa nhỉ? Rồi, cô con thứ hai mà. Ừ, rồi cô cảm ơn. Thế bây giờ còn bạn Phong nữa nào. Phong cứng. Phong cứng. Mike on ni shite kudasai. Phong cứng. Ừ. Rồi, Phong hãy giới thiệu bản thân con đi. Con chả biết giới thiệu thế nào cô. Con giới thiệu tên con này, tuổi này, con đang ở đâu và ước mơ của con là gì? Con không có ước mơ, con đang ở Eco Park. Con mấy tuổi rồi? Con năm nay lên lớp 5, con 10 tuổi rồi ạ. Ừ, rồi, Phong ơi, Phong đã đi nước ngoài bao giờ chưa? Rồi ạ. Con đi nước nào rồi? Nước Nhật rồi ạ. Ồ, thích quá. Con được đi đến thành phố nào rồi? Thành phố của bố con. Thế con có biết tên thành phố là gì? Tokyo, Osaka, Kyoto hay là các thành phố khác? Con không biết cô. Ừ, thế à, hôm nào mình về mình hỏi bố nhé. Bởi vì sau này mình học mình sẽ được đi tham quan các thành phố nữa đấy. Rồi, arigato gozaimasu. Cô đang nhớ ở đây là Chí Dũng này. Chí Dũng thì có ước mơ. Ước mơ là gì mà quên mất rồi? Quên mất rồi. Chí Dũng ơi. Chí Dũng ơi, em được đi sang Nhật. À, được đi sang Nhật rồi, ok. Thực ra là cô nói đùa thế thôi. Cô nhớ được tất cả 6 bạn rồi, tên của các bạn đang sống ở đâu và ước mơ của các bạn là gì rồi. Và cô cũng rất là mong là các cô sẽ đồng hành cùng các con để chúng ta có thể đạt được, thực hiện được ước mơ của mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần mới, đó là phần học về chào hỏi. Theo các bạn thì ở đây có bạn nào biết là người Nhật thì chào như thế nào không? Người Nhật có mấy cách chào và chào như thế nào? Các bạn có biết, bạn nào biết được câu chào hỏi nào của Nhật thì chia sẻ với cô nào. Mike onnichiwa kudasai. Hay an chàng đô dỗ. An mike o onnichiwa kudasai. Hi. Ohayo gozaimasu. Rồi, hôm nay thì trước khi mà dạy các con các câu chào hỏi, cô Dung muốn chia sẻ một chút xíu về văn hóa của Nhật. Các bạn có để ý thấy là người Việt Nam, ví dụ như khi mà cô gặp cô Trang ở đây, cô chào là chào cô Trang. Nhưng mà người Nhật thì đố các bạn để ý là khi hai người gặp nhau thì có điều gì đặc biệt khác với Việt Nam? Họ làm gì? Để họ cúi chào. Mình bắt tay ạ. Đúng rồi, họ cúi chào. Người Nhật thì sẽ cúi chào, còn bắt tay thì chỉ trong những cái sự kiện lớn thôi. Người Nhật thì thay bằng cái việc bắt tay thì người ta sẽ cúi chào. Và có bao nhiêu cách chào, các bạn có biết không? Dạ không thưa cô. Ừ, có 3 cách chào. Chào 15 độ, chào 30 độ và chào 45 độ. Ừ. Thế thì khi nào thì người ta lại chào thấp, cúi người thấp? Càng những người mà đáng tôn kính hoặc là những cái vị trí cao ấy thì khi chào thì mình thường hay cúi người. Và cô sẽ, chúng ta sẽ cùng nhỉ. Atte kudasai, atte kudasai. Atte kudasai. Thì để start. Minh Châu ơi, chàng atte kudasai. Phong cứng, atte kudasai. Thủy Tiên chàng atte kudasai. Ừ, chúng ta chỉ cần cúi xuống nào, chúng ta cúi giúp cô nào. Chúng ta cúi 30 độ. Ideska. Idesne yokudakimashita. Đúng rồi, khi mà gặp người Nhật thì chúng ta hãy cúi chào khoảng 30 độ. Và có 3 cách chào chúng ta sẽ cùng nhau học nhé. Rồi, nhớ là các chúng ta phải cúi chào chứ chúng ta không thể đứng như này, chúng ta Ohayo gozaimasu như thế thì không lịch sự nhé. Và văn hóa Nhật đó là cúi chào Ohayo gozaimasu. Rồi các bạn nhá, các bạn hãy nhìn giúp cô này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Đầu tiên thì các con hãy lắng nghe. Kite kudasai. Kite kudasai. Sore kara
te kudasai. Các bạn sẽ nghe hai lần và sau đó thì chúng ta sẽ nói ii desu ka. ちょっと待ってください。 おはようございます。こんにちは。 こんにちは。 Rồi, cái phần âm thanh thì nó chưa ra nên cô sẽ nói nhé. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ii desu ne. Phong Cường. Ohayo gozaimasu. Itte kudasai. Ohayo gozaimasu. Ii desu ne. An chan ii desu ne. Ii desu ne. おはようございます。おはようございます。いいですね。おはようございます。オッケーですね。よくできました。じゃあ、ちゃう、あいちゃん。おはようございます。はいほ。はいほ。ございます。うん、立ってください。立ってください。おはようございます。おはよう。おはようございます。 おはようございます。おはようございます。うん、マイクオンにしてください。ゾン君、マイクオンにしてください。おはようございます。おはようございます。よくできました。いいですね。 Các bạn có đoán ra được đây là mình câu chào vào lúc nào không? Ít chữ. Câu chào vào buổi chiều ạ? Ừ, đây là sáng. Ông mặt trời chuẩn bị lên buổi rồi sáng. Đấy. Ừ, đúng rồi. Dạ, chào buổi sáng. Ừ, よくできました. Buổi sáng. Ohayou gozaimasu. Mỗi chị đọc. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ừ, いいですね. 次. こんばんは。こんにちは。いいですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。うん、いいですね。うん。もう一度。こんにちは。こんにちは。うん、いいですね。こんにちは。うん。トン君、トン君、トン、ngồi xuống đi。bây giờ、Thảo An và Thủy Tiên có thể ngồi xuống. うん、座ってください。座ってください。いいですね。 もう一度 こんにちは こんにちは大きい声で nói to lên 大きい声で 言ってください こんにちは 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 OK こんにちは theo các bạn là lời là câu chào lúc nào câu chào buổi trưa よくできました すばらしいです いいですね 次 こんばんは。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 よくできました。いいですね。こんばんは。ちゃう。ぼとい。 よくできました。いいですね。はい。bây giờ chúng ta hãy nhớ lại xem chúng ta có ba câu chào. Bạn nào nhớ giúp có ba câu chào này nào? こんにちは。こんばんは。うん、ノン君。おはようございます。いいですね。こんにちは。こんばんは。よくできました。素晴らしいです。 Phong Cường, Phong Cường có nhớ ba câu chào vừa rồi không? Sayonara, konbanwa, konnichiwa. Ohayo. Ohayo gozaimasu.
Ohayo gozaimasu. Châu Ây Trắng. Châu Ây Trắng. Nhớ cô. Ohayo. Ohayo, konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Cô nói lại. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Tsugi wa? Konnichiwa. 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 Konbanwa. 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 Minasuo kudekimashita. Subarashii desu. Okay, tsugi desu ne. Tsugi wa? Kore wa? Bye bye. Oh, sayonara. Sayonara. Anchang. Châu Ây Trắng. Sayonara. Sayonara. Phong Cường. Phong Cường. Sayonara. 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 Hai, ii desu ne. Minasan, sayonara. Ii desu ne. Ii desu ne. Saigo. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。こう、いいですね。ありがとうございます。うん、こう、咲いてる。変、rất là nhiều khi mà bạn Thảo được cô hướng dẫn Thảo ăn thì cô hướng dẫn là khi mà chào cảm ơn thì phải đứng lên và bạn Thảo ăn làm liên tục như thế đúng không? ありがとうございます。いいですか? Hai minasan, tatte kudasai, tatte kudasai. Ohayou gozaimasu. Hai, minasan, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ii desu ne. Arigato gozaimasu, Hong-kun. Arigato gozaimasu. Ii desu ne. Arigato gozaimasu. Tatte kudasai. Các bạn nhớ là khi mà câu này có nghĩa là gì các bạn có biết không? Ờ, có nghĩa là cả như thôi, dạ thưa cô là cảm ơn. Đúng rồi, Thảo An rất là giỏi. Đúng rồi, câu này có nghĩa là cảm ơn. Và khi mình cảm ơn thì mình phải thể hiện được bằng cái gọi là bằng cái sự chân thành của mình. Nên khi các con cúi xuống các con phải cúi arigato gozaimasu. Các con không thể đứng arigato gozaimasu như thế là dame desu. Ừ, chúng ta phải arigato gozaimasu. Chúng ta thể hiện được bằng cả cái sự chân thành của các con, bằng cái trái tim của các con. Ii desu ne. Tienchan, yokudekimashita. Các bạn nhớ nhé, khi ai đó cho mình cái gì hoặc là mình cần ai đó giúp đỡ mình thì mình sẽ phải cảm ơn và cảm ơn bằng sự chân thành. Arigato gozaimasu. Yokudekimashita. Arigato gozaimasu. Bây giờ có bạn nào nhớ giúp cô 5 từ vựng mình vừa học, 5 câu mình vừa học không? Bạn nào nói được hết nhỉ? Chào buổi. Bạn nào? Tự tin lên. Teo agete. Tiên trắng. Tiên trắng. Omoimashita. Đã đô dỗ. Tiên trắng. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. こんにちは。こんばんは。さよ。さよなら。うん、いいね。ありがとう。ございます。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい。よくできました。あ、こんちょう、ちょう、ちょうえいちゃん。 Và Dũng có nhớ hết chưa? Chưa nhớ. Oboimashita? Oh, rồi. Ok. Rồi. À, uchi de renshu shite kudasai ne. Chúng ta sẽ ở nhà chúng ta luyện thêm. Các cô sẽ gửi slide này cho các con. Chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung khác cũng rất là hay nhá. Đó là gì cô? Sau cái nội dung này thì chúng ta sẽ có một cái game cực kỳ là thú vị ở đằng sau. Tsugi wa kotoba benkyō shimasu. Hyō wa karada no kotoba. Chúng ta sẽ học về từ vựng về cơ thể mình. Ii desu ne. Mazu mite kudasai. Hết.
聞いてください。聞いてください。いいですか? 頭。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 
Châu A chẳng ma đá. Kiko e ma se. Chị Châu chưa nghe được, chị Châu nghe lại một lần nhé. Atama. Châu A chẳng. Yoku dekimashita. Hong cưng. Hong cưng. Atama. Atama. Ừ, いい ですね. Hai, atama. Atama. Atama ですね. Atama, いいですね. Hai, 次. これですね。これ。ここ。いいですか? 聞いてください。聞いてください。肩。肩。肩。うん。言ってください。肩。肩。うん。肩。肩。うん。ほんくん。肩。肩。うん、いいですね。よくできました。肩ですね。肩、肩、いいですね。うん、次、これですね。この辺。các bạn có hình dung được khu vực này là khu nào không? Đùi ạ. うん、rồi, はい。じゃあ、聞いてください。聞いてください。聞いてください。膝。膝膝膝うん膝膝はいいいですね膝はい膝膝膝膝草安ちゃん草安ちゃん膝こう怎么叫了膝的膝膝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 膝Ừ. Châu Anh chẳng, khi ra. Khi ra. Không cần, không cần, khi ra. Khi ra. Không cần mai cực on đi xe cửa sai. Khi ra. Không cần, khi ra. Khi ra. Ừ, nhìn được xe nhóc kia lấy mắt và chú ghi, chú ghi quá. Khi ra. Cô cô quá, cô cô quá. Mắt. うん、いいですね、いいですね。聞いてください。聞いてください。聞いてください。わ、聞いてください。目、目、目、目、うん、いいですね。目、目、皆さん、皆さん、言ってください。目、目、目、いいですね。はい、わかりました。次、目、ここですね。ここ、ここ。耳耳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 うん、コマ、カバネニャ、うん、カバネニャ。花。花。花。花。花。花。花。花。そうですね。花。すごい、すごい。花。花。花。はい、よくできました。トンくん。トンくん、おい。今日は、トンくん、tập trung giúp cô nhá。トンくん、ngồi xuống、座ってください。うん。静かに、うんうん、ちょっと待って、静かに。トンくん、トンくん座って勉強しなさい。トンくん、トンくん ngồi xuống và chúng ta tập trung học nhé。はい、トンくん言ってください。花。トンくん、トンくん、花。花。はい、よくできました。いいですね。次。はい。な。口。わ口口口口口口いいですねいいですね
口口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 口Oh, game. I okay, love game, it. Game, game, game. Ok, bây giờ thì cô sẽ chuyển sang một cái phần chơi game. Và các bạn hãy lưu ý nhé là chúng ta sẽ để ý cô giải thích về quy định. Cái phần game này là có các từ vựng liên quan đến cơ thể mà chúng ta vừa học. Và cô sẽ quay, cô sẽ ấn là start, có nghĩa là start, bắt đầu. Và các bạn hãy lựa chọn cái bộ phận mà mình thích. Các con nói là stop, stop có nghĩa là trong tiếng Nhật là stop, thì lúc đấy cô sẽ dừng lại và các bạn hãy đoán xem từ đấy là tiếng Nhật là gì nhá. Ideska. Bây giờ cô sẽ gọi từ bạn Phong Cường. Ideska. Sato. Không muốn dừng chưa? Dừng rồi. Stop. Stop. Cô này mà. Phong Cường. Ai đùi nhỉ? Cocoa, Nani. He don't remember. Bạn ấy sẽ nhớ con ạ. Đây, do bự, Phong Cường. Đây, đây, đây. Nani. Phong Cường. I don't remember, teacher. Ok, cô sẽ bật mí một từ nhé. Ha, ha, ha. 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 Hana. Rồi, Phong Cường lại nói ba lần nếu không chưa nhớ nào. Hana. 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 Hay Phong Cường, cô á. Hana. Ii desu ne. Yoku dekimashita. Oboite kudasai. Dạ, tsugi wa. An chang. Mi. Hai, An chang. Yeah. Khi nào con muốn dừng con nói là stop. Hai. Hai. Stop. Ok. Coco wa. Coco. Coco wa. Coco wa. Mi. 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 Coco wa mi. Mi mi. Mi mi. Ok, Châu Bi nhá. Khi mà cô đang muốn Thảo An nói thì đây là cái phần game của Thảo An. Shizuka ni nhé. Hai, An chẳng. Khó quá. Mi mi. An chẳng mi mi. Mi mi. Mi mi. Mi mi. Mi mi. Ok, ok. Hai, già Châu Ây chẳng. Ta tỏ. Dừng cô. Tâm. Dừng cô ạ. Hay. Nan ni. Coco desu ne. Nan ni. Coco wa. Gợi ý đi ạ. Gợi ý à, nó có một chữ duy nhất thôi. Em mắc rồi sao không? Mẹ. Mẹ desu ne. Dạ, Châu chẳng. San ka itte kudasai. Mẹ. 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 Ok. Konnichiwa. Tsugi wa? Châu Ai chẳng. Châu Bi chẳng. Sato. Stop. Stop. Ok, stop. Hey. Doko desu ka? Koko desu ne? Doko desu ka? Cô gợi ý. Ku. 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 Te.
口。口。いいですね。3回言ってください。口。口。口。口。口。口。覚えてください。覚えてください。超học thuật nhé。Rồi, 次は、Dũng Cường。Dũng Cường。いいですか？スタート。ストップ。はい。ここは、Dũng Cường。頭。すごい。頭いいですね。はい、よくできました、ズンズン。頭いいですね。ズンズンすごいです。はい、次は最後、ピピンちゃん。ピピンちゃんどうぞ。いいですか？ストップ。ストップ。ストップ。ここ。ここは？ここですね。ここ。ここは？み。Tiên Trang. À, thế thì nhờ anh Dũng giúp đỡ nhé. Ừ, Dũng ngừng đâu đó. Oh, Tiên Trang, phải go. Wakarimashita. Mimi desu ne. Ii desu ne. Ok, minna yoku dekimashita. Lớp mình đều nhớ. Bởi vì là mình vừa mới học một tí xong, có thể là cũng chưa nhớ hết được. Nhưng cô nghĩ là sau đây có một thứ làm cho các con nhớ hết luôn. Các bạn có biết là chương trình gì tiếp không? Dạ, ôn tập ạ. Học bài hát. Rồi, học bài hát về bộ phận cơ thể. Ngay sau đây thì cô sẽ chia sẻ một bài hát kỳ là thú vị cho các con nhé. Các bạn hãy chờ cô một chút. À, cô Trang giúp cô một vài cái hình ảnh nhé, cô Trang nhé. Vâng ạ. Các bạn chờ cô dùng một chút xíu thôi. Kitekudasai. Bây giờ thì cô sẽ share màn hình và các bạn nhớ là nghe nhé. Hãy kitekudasai. Chotto matte kudasai. ありがとうございます。今からまず立ってください。皆さん立ってください。はい、立ってください。はい、皆さん立ってください。立ってください。はい、いいですね。はい、じゃあ一緒に聞きなさい。座ってください。Very good。いいですね。はい、bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cái từ vựng đấy một chút xíu nữa để chúng ta có thể nhớ được bài hát này. Hôm nay thì cô Trang sẽ gửi đường link này về và các bạn về nhà các bạn học thuộc nhá, để buổi sau chúng ta biểu diễn cho giáo viên Nhật lớp mình nghe. Thì để các đầu tiên nào, atama, tete, tete, atama, 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 at
Kana. Kana. Guchi. 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 Nhớ nhá. Atama. 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 Da. Không. Da. Me. Mimi. Hana. Ah, I know. I know. Ok. Dạ, Shoni, tay mà sao? Chúng ta không cần phải nghe nhạc, chúng ta có thể hát được nhá. Hai. Bạn nào nghĩ là mình có thể thuộc được rồi hoặc hát theo được rồi nhỉ? Chưa được cô. Minh Châu, Châu Ây. Chưa được cô. Chưa được à? Thì chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. Nghe lại một lần nữa nào. Ok. Thôi chúng ta sẽ cùng nghe và cùng hát theo nhé. Hát mình đã thẳng nhất từ đề kim washa. Rồi. À, bài này thì các con sẽ được nghe và luyện tập nhiều hơn nữa. Nên cô tin rằng là đến buổi sau khi giáo viên Nhật vào thì các bạn có thể hát cô giáo bài hát này. Ideska, Ideska. Đồng ý là các bạn đồng ý Ideska cho cô một cái. Oh, Ides. Oh, rồi. Am chang Idesne. Hay cho cô một trái tim nào để biết là các bạn đồng ý Ideska. Oh, arigato. Choi chang. Chúc mừng arigato. Hoài chẳng, arigato. Không cứng. Ideska. Không cứng. Ha to chodai. Cho cô một trái tim nào. Ok. Hey. Arigato gozaimasu. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ, bởi vì là ngày hôm nay chúng ta là cái buổi định hướng, nên cô muốn là chúng ta sẽ học trong khoảng 1 tiếng thôi. Còn 3 phút nữa thì cô sẽ chia sẻ 2 điều. Một là cô giới thiệu một nhân vật rất là quan trọng của chúng ta từ nay về sau. Cô giáo thì chính là cô Huyền Sensei. Chúng ta sẽ chào cô Huyền là Huyền Sensei Konbanwa. Hay. Huyền Sensei Konbanwa. Huyền Sensei Konbanwa. Huyền Sensei Konbanwa. Konbanwa. Hey, Konbanwa. Huyền Sensei Anchamite. Huyền Sensei Konbanwa desu ne. Thảo An chẳng rất là tuyệt vời. Tiên chẳng lớp từ đây kia xa. Y desu ne. Daisuki Nika-san. Hôm nay bạn An và bạn Thủy Tiên đã thực hành nhớ được những câu và còn thực hành đứng lên chào cô Huyền. Cô Huyền là một người như thế nào thì cô rất là muốn cô Huyền hãy chia sẻ là cô Huyền đã học ở đâu, đã sang Nhật bao giờ chưa và mong muốn cô Huyền cùng với lớp chúng ta như nào. Xin mời cô Huyền. Hey, minasan konbanwa. Cô tên là Huyền. Cô đã có kinh nghiệm đi du học. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô đã có 4 năm được trải nghiệm và du học ở Nhật Bản mang ngôn ngữ tiếng Nhật. Wow! Nay cô rất vui được ngồi đây đồng hành cùng với các bạn. Cũng như các bạn thì cô cũng có ước mơ riêng của cô, đó là ước mơ của cô là cô cùng với các bạn nhỏ chúng mình sẽ học thật tốt tiếng Nhật để mình có thể sang bên nước Nhật học những cái điều tốt đẹp, những cái điều hiện đại văn minh ở bên đó về để phát triển cho đất nước của mình tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn. Huyền Sensei, arigato. Các bạn có yêu quý cô Huyền và muốn cô Huyền đã đồng hành với con. Ngoài việc dạy kiến thức ra, cô Huyền còn biết hát rất là hay, hay hơn cô Dung. Cô Dung cũng biết hát. Và cô Huyền còn biết rất nhiều. Yes. Và những địa điểm nổi tiếng của Nhật, chúng ta hãy tặng cô Huyền một trái tim được không ạ? Hai, Huyền Sensei, arigato. Arigato gozaimasu. Hai, ii desu ne. Rồi, hôm nay thì chúng ta đã học một số nội dung như sau và cô muốn tổng kết lại. Đầu tiên chúng ta biết là nội quy của lớp học rồi đúng không? Ii desu ne. Kyoshitsu no kisoku. Ii desu ne. Tsugi wa kyoshitsu no kotoba, những từ mà khẩu lệnh trong lớp học đúng không? Itte kudasai, kiite kudasai, đúng không nhỉ? Kaite kudasai, suwatte kudasai, tatte kudasai, shizuka ni, mic on ni shite kudasai, camera on ni shite kudasai. Đây là những khẩu lệnh mà chúng ta sẽ dùng trong lớp học mà cô Huyền
thì nói tiếng Việt bây giờ kém hơn rồi, bởi vì là ở bên Nhật lâu quá nên cô chỉ nói tiếng Nhật. Nhưng các bạn nhớ là nghe bằng tiếng Nhật nhé. Chúng ta sẽ nói bằng tiếng Nhật với cô. À, tiếp theo đó chúng ta học về 5 câu chào, đó là ô, ô hai. おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。おはようなら。おはようなら。ありがとう。ありがとうございます。いいですね。はい。はい。và cuối cùng thì chúng ta đã học về các bộ phận trên cơ thể. Đầu tiên là Atama, Kata, Hida, Me, Me, Mimi, Hana, Uchi, Idesne. Chúng ta đã học thuộc tất cả bộ phận trên cơ thể rồi. Và cuối cùng chúng ta đã học một bài hát rất là hay, đúng không nào? Và cô mong rằng là chúng ta sẽ nhớ được những nội dung mà cô Dung dạy để buổi sau chúng ta sẽ nói lại bằng tiếng Nhật cho cô giáo người Nhật, được không? Idesne. Hey. Cô xin phép được kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây. Và chúc các con luôn luôn yêu thích tiếng Nhật. Có bạn nào có thể chia sẻ giúp cô là buổi học ngày hôm nay như thế nào? Mỗi bạn được 10 giây. Giờ học ngày hôm nay các con cảm thấy như thế nào? Vui hay là rất là vui? Các bạn có thể chia sẻ giúp cô được không? Và học được những từ mới rất là hay cô ạ. Ừ, cô cảm ơn Châu My. Ừ, cô mời Thảo An. Cô là rất là hay và rất là vui. Cô cảm ơn Thảo An. Cô mời Chí Dũng. Cô là rất hay bởi vì là em học thêm được nhiều từ mới. Arigato gozaimasu. Châu Ai chẳng. Con cảm thấy rất vui vì mình được tiếp thu thêm một kiến thức mới. Arigato gozaimasu. Phong Cường. Phong Cường. Con thấy rất vui khi được học kiến thức mới cô. Arigato gozaimasu. Chị Tiên chẳng. Dạ con rất vui và cảm thấy rất là thích cái lớp này. Arigato gozaimasu. Cô cũng rất là yêu các con và cô rất là thích được đồng hành cùng các con. Buổi sau thì có cô Huyền và cô giáo người Nhật và cô Dung cũng sẽ thường xuyên đồng hành với các con. Các bạn đồng ý không? Kiểu á, arigato gozaimasu. Hey. Minasan, arigato gozaimasu. Cô cảm ơn lớp mình, chúng ta tạm biệt nhau ở đây và buổi sau thì chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu nhé. Các bạn nhớ là thứ sáu chúng ta sẽ học bắt đầu từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Kideska. Hey, sayonara. Hai. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Các con có thể ao ra và đi ăn tối nhé. Dạ vâng. Con chào cô. Hai. Cô ban qua. Cô buổi tối ngon miệng. Cô cảm ơn con. Cô cảm ơn con. Sayonara. Tiên chàng. Sayonara.